Vâng, đây là trang tin mới nhất về dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế. Đến ngày 25 tháng 9 thì thưa các bạn. Đây là thông tin về nước ta. Thủ tướng ra công điện là tiếp tục phòng chống bệnh COVID. Vâng, Việt Nam đã 1.069 ca đang điều trị, còn có 40 ca khỏi, 991 ca tử vong, 35. Tổng thể thế giới là coi như là bị 32 triệu 195.028 ca nhiễm và đang điều trị là 7 triệu 460.981 ca, khỏi được 23 triệu 700 50.461 ca và tử vong 983.586 ca. Tình hình COVID vẫn còn phức tạp thưa các bạn.
Đây là đường dây nóng để hỗ trợ người dân trong khi mà các cháu hoặc là chính bản thân các bạn mà bị ho sốt nóng khó thở thì sẽ gọi theo đường dây này để nghe bên Bộ Y tế kiểm định sức khỏe cho các bạn.